Nên mình cảm thấy rất là tri ân luôn á. Mình nói kiểu con trai thì đỡ đúng không, con trai thì đỡ nhưng mà con gái thì mặt xinh mắt mờ gắn lông mi rất là nặng kiểu nhưng mà nhìn đến đây với Chun vô cùng xúc động. Lỡ rồi thì đứa em hãy tích cực kia cho người anh này. Mà hy vọng là mời các bạn về nhà mỗi bạn 10 status, kể cả story Instagram, TikTok các thể loại 50 luôn hả? 50 cái ôm chứ không có tiền, nghèo lắm rồi em không biết nhà băng nghèo nhất. Rồi cảm ơn, nhớ nha, anh sẽ đếm từng cây bút một. Còn những người nào không có mặt ngày hôm nay thì tôi sẽ kiểm tra lại. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều hôm nay đến với tôi nha. Cảm ơn mọi người sẽ dành thật nhiều yêu thương cho dự án sinh sở hôm nay của anh Chúng ta và cũng có tất cả các anh chị. À, cũng cảm ơn Vy rất là nhiều ngày hôm nay đến cho anh. Đứng quá xa từ Hà Nội đúng không? Em đây luôn rồi hả? Ok, vậy mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn anh Vinh, cảm ơn mọi người. Đi đen đi chị Ngọc thì với nhau Ngọc lại đây. Trời ơi, đi đuổi.
người ta cái gì? Đến đi. Ủa là sao có lấy con này không vợ? Đây, tôi mở hàng rồi đó, ai vô bán mua gì đó, bán mua đi đó. em rất là muốn mua, em mới hỏi thì anh chị làm ai thích cái gì mới lấy thì trả tiền. Anh con hả? Cái con cái câu đó không có đâu, tặng mẹ mình thôi. Mẹ mình. Ủa cho đây ngoài cái còn ai lấy đâu? Mẹ lấy chưa? Rồi đó. Dạ, bác chị giờ cảm ơn nha. Dạ cảm ơn tâm trí. Mà từ con rồi. Bao nhiêu con rồi? 2 3 4 5 nè. 5 con, em trả tiền 5 con. 5 và 5 nhân 340 là bao nhiêu ạ? Mà em về em tác cái này không có cái anh vui mà em tác chị á. Cảm ơn tâm mẹ đi. Em với nghĩa là dễ xử lắm, đây mới là khó xử nè. Đây mới khó xử nè. Là nói cũng không có lời luôn. Dạ mua luôn chục con rồi đó. Tụi em không có linh sĩ, giờ mới tâm tạm. Như hồi nãy anh kia đúng không? Alo. À, em Tân đến từ bảo VnExpress. À, hồi nãy mình có nhắc tới là cái việc lấy cái dự án này từ cái dự án điện ảnh trước đó. Thì khi anh xin chị Ngô Thanh Vân lấy lại cái dự án này để phát triển thành tác phẩm văn học ấy, thì là nó có khó khăn không? Và chị Vân nói điều gì? Và em xin hỏi chị Ngô Thanh Vân một chút là khi hôm nay ngồi đây và xem và cầm trên tay cái cuốn sách sửa sửa biết bao giờ sao? Chứ giờ chắc là, ủa sao không cho? Vậy chắc là anh nghĩ là trả tiền đâu có. Thì không cho thì lấy thôi chứ sao? Tại vì không chịu làm và chịu giấu thì lấy lại, đơn giản thôi. Mọi người hãy nghĩ đơn giản, ví dụ mình cũng không có hợp đồng gì hết. Còn cái... Còn với chị thì chị đang lạnh hả? Nên chị cũng muốn nói không? Hay là chị bị thực ra chị cũng đang trong một thời gian nghỉ ngơi mọi người, đang tìm đứa trẻ bên trong nên chắc chắn là chị vui chị mới đến rồi, chẳng lẽ giờ hôm nay tôi rất buồn đúng không? Chị rất là tự hào, chị rất là tự hào có một người tuyệt vời như là ông bạn đúng không? Đúng không? Đó, chị đã cảm ơn chị rất là nhiều đã dành những lời khen cho chị. Biết còn ai không ạ? Còn hai nữa không? Duy Khánh. Anh phải nghĩ đến bấm. Nói tiếp còn ai nữa không ạ? Nó quá đủ hả? Mình quá đi. Ôi, thế vậy là anh Trương cũng đã có những cái phần chia sẻ với các anh chị phóng viên báo chí. Một cái lời nhắn nhủ nữa tới những người bạn đọc trong tương lai. À dạ, nào, không có gì nhắn nhủ hơn. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay mới có sáng sớm nhưng mà mọi người đã chịu dậy, nhất là những bạn nữ phải make up từ 6 giờ 5 giờ đến 6.